Xin chào tất cả các bạn, công ty Minh Hòa Thành chuyên cung cấp các thiết bị ngành nước, hơi, xăng dầu. Hôm nay chúng tôi sẽ đem đến cho các bạn một sản phẩm của chúng tôi là Teren Inox, sử dụng để kết nối đường ống Ren Inox, ống thép, dạng công tùy theo yêu cầu. Nhiệt độ sử dụng trung bình của nó là từ 20 đến 200 độ C. Chất liệu là inox 304, 316 và 201 hoặc là tê sắt chán kẽm, sử dụng cho nước, xuất xứ của Teren inox là từ Trung Quốc và Đài Loan. Áp lực làm việc của nó là từ 0 đến 16 kg trên 1 cm vuông. Môi trường làm việc là các nhà máy sử dụng hóa chất, các công ty thực phẩm, bia, nước ngọt, sử dụng cho nước, rất an toàn cho sức khỏe con người. Rất mong các bạn đã xem video này và các bạn hãy like và đăng ký để chúng tôi có động lực làm tiếp video tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bạn.